máy điện phân à? Cái máy là hồi cháu là cháu không nhớ thôi, chứ thực ra là hồi cấp 2 đấy, mà trong các cái thí nghiệm vật lý đấy là phải dùng cái này để làm thí nghiệm đấy. Máy điện phân. Máy điện phân. Đó, chỉ là cái máy đó thôi, có cái gì đâu. Để tách kim loại ra với nhau thôi hả? Đúng rồi. Nó làm nóng nước lên một chút. Nếu như mà trong cái nước của mình 10V kim loại nặng. Nó rồi các cái chất mà dư thừa trong nước ấy, thì nó qua cái điện phân này thì nó sẽ hút vào. Nó thứ nhất là nó sẽ làm cho cái nước này nó nóng lên là một này. Thứ hai nó sẽ kết tủa thành những cái chất mà chỗ phải cọ cái này đi một chút. Máy điện phân. Đúng rồi. Đúng rồi, máy điện phân là ngày xưa đi học là biết rồi. Nên tưởng tượng rồi. Cái này là giờ U là 32 này, mưa là 80 này. Đấy. Là đo bằng cái bút này. Bút thử. Tức là sau này mà ví dụ như là cháu đấy, mình có làm xong rồi cháu phân. Khách thì cháu cứ bằng cái phương pháp này. Đấy. Cháu làm thứ nhất là mình có cái tính xác thực. Đấy. Thứ hai là mình thuyết phục. Tạo dáng rồi, thì cho đang tạo dáng rồi. Thế này là tạo dáng rồi. Ngồi quay đây tí nào. Đang trên cái dáng rồi. Đấy. Đấy, máy điện phân này. Đây nó đang điện phân. Ôi, nên nghĩ là trong nước mưa này thì cái độ ô nhiễm nó sẽ cao hơn. Ừ, thì nó đang 80 cái, mà. Cái nước này thì nó đang 80 mà. Cái nước này thì nó cũng trong chỉ số uống được, nhưng mà nó cũng chưa phải đưa được về là được tinh khiết lắm. Vâng. Thì tí cô sẽ thử cho cháu ở trong cái này là cái nước này của cháu nó ở cái mức 32 đấy, nhưng mà cái độ kiềm của nó thì nó có hay không. Đấy. Nó ăn nhau nó còn ở cái kiềm, chứ còn cái này cháu uống thì cũng chỉ mức độ tương đối thôi. Đấy, nó đang đỏ lên này. Cái này đang đỏ lên, cái này vẫn còn trong trong tí, cái này nó bắt đầu đỏ này. Đỏ lắm rồi này. Đây, đỏ lắm rồi. Đây, cho xin. Đang đỏ lắm rồi ấy. Nóng lên nhá. Cũng có hơi một chút xíu nóng lên. Nó nóng lên à? Quá độ nóng. Nó đang kiểu... Cái này thì nó phản ứng hóa học. Đấy, cái này nó nguội này. Tức là trong đây là cô nghĩ là nó cũng có một phần, vẫn còn tồn dư một phần kim loại. Cho nên là nó sẽ làm cho là... Phản ứng hóa học mà. Thì thực ra là nó cũng không đến cái mức độ nó như cái nước máy. Việt cho tớ xin một cái cốc nước máy ở đầu phần. Nước máy thì chắc có đỏ lắm nhỉ? Ừ, thì cô muốn là cô sẽ làm luôn cả một cái nước máy. Vâng. Ở cái đền, vì nhà cháu có mà. Thì cô sẽ làm nước máy ở cái khu vực nhà cô. Vâng, đây chỉ có nước mưa đó. Mà cơ bản là cháu thì dùng nước mưa nhiều. Nước máy chỉ cho máy giặt. Thôi cái này thì cô cũng chỉ cần ở cái mức độ này thôi. Bởi vì thực ra cái này thì nếu mà gọi là nước mưa đấy, thì cái độ ô nhiễm của nó cũng không thể như nước máy được. Vâng, nó tương đối. Thì nếu như nhà cháu dùng để mà ăn uống thì cái này cô nghĩ là cũng gọi là tạm được. Nhưng để mà nói về tốt cho sức khỏe tí cô mới phân tích. Vâng. Nhá. Thế thì bây giờ cô lại đo cái nước máy ở cái đầu và nước sinh hoạt nhà cô nhá. Vâng. Đây Lộc lại nhìn cho cô xem là bây giờ nó là chỉ số, bây giờ nó là bao nhiêu. Con chưa có vợ ăn hỏi thế. Yêu chết rồi. 40 à? Cháu nhìn đi, bao nhiêu? Cháu nhìn đi xem là bao nhiêu. 100 bao nhiêu đấy? 169. 169 à? Ok nhá. Nước nhà cô đầu gòi đây là 169 nhá. Hôm nay là cũng là tương đối là tinh khiết đấy. Mọi ngày là 170 mấy cơ. Đây nước máy nhá. Thì đây là nước máy. Thì cô mới lại dùng cái máy điện phân này. Cô điện phân luôn cái này nhá. Điện máy điện phân. Này cô lại rút bớt một cái này ra. Không, tí nữa. Xong ba cái món này đi đã, rồi mình sẽ làm xong cái máy này mình. Đấy. Lại tháo bớt ra. Một bình thôi đúng không? Rồi, cái này thì một bình nó. Cần thiết lắm. Đấy. Cháu thấy nó sôi mạnh bởi vì kim loại nặng trong nước nó rất nhiều. Nó sôi luôn độ nhỉ. Độ ô nhiễm của nó rất là cao. Nó sôi cái kia nó còn ít bọt này, nó sôi luôn này. Thế cô mới bảo là trong tiếng thế, nhưng mà hai cái nước này của mình cũng còn gọi là tạm chấp nhận. Vâng. Đấy vì nó cũng đấy, cái này là hơi ngả vàng, cái này là vàng rồi. Vàng hẳn thôi này. Nhưng mà tí nữa thì cô sẽ thử cái độ kiềm trong này. Còn cái nước này thì acid nhiều, nhưng acid nó cao. Nên nó phản ứng nhanh chưa? Cái này mà cô để thời gian bọt này như là nó sẽ ra một cái lớp màu đi. Cô sẽ nói cho cháu biết là nó bẩn ở cái chất gì nhiễm trong nó. Không, cái này nó cũng là một cái phần là thứ nhất là mình cái cơ thể nó cũng không được sạch, mà cũng không được nhiều cái chất để nó tẩy độc ra ngoài. Đấy, giống như cái thằng cu nhà cô cũng vậy mà, mặt mụn ấy, đợt này mẹ cũng đang mông má xì tốt trông nhỏ ngon lành ngành đào kinh thật đấy. Đấy, đấy Lộc nhìn này đây, bây giờ nó là cái gì nó nổi lên không? Nó không được như này đâu, nó còn nổi hết cả cái váng. Là nó toàn là oxit đồng thôi. Vâng, kim loại nhỉ, kim loại đấy.
Có những ngày thì nó đen xì đen lẹt, nó là oxit nhôm. Vâng. Máy điện phân. Thế nó đỏ lên này này, nó nổi lên này này, như là cà phê phin thế này. Cà phê này uống vào là nhanh đi lắm này. Thăng cũng nhanh phết đây. Đây. Mà cứ đun lên mà. Đây là mới gọi là qua một số đường cơ bản thôi đây. Này. Ngày xưa đi tắm đầm uống bao nhiêu đấy. Em sờ đi. Uống bao nhiêu nước đầm đấy. Thấy chưa? Nếu mà chị để thêm một tí là nó nóng sôi sùng sục lên được ngay đấy. Đấy. Nóng nóng lên rất nóng là nhanh. Bởi sao? Cái nóng. Kim loại nặng dư thừa trong nước này nó hòa tan trong nước, mắt thường nhìn thấy được. Cái nồng độ nó rất là cao, đậm đặc. Đấy. Thế cho nên là đây này. Đây, bắt đầu bắt đến cái phút này nè. Đấy một tí em nhìn này. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Rồi. Đấy. Nó kết tủa nó còn tí nó thành những lớp cặn, nó váng xong bắt đầu nó chìm xuống đây. Lớp đáy một lớp nữa cơ. Đấy. Nước máy đấy. Thôi cũng như này tôi không sợ lại ngất ra. Nước máy ở quê mình thế thôi. Nước máy ở quê mình khả năng với vấn đề nó còn kinh hơn đúng không? Nó còn lấy hơn. Đúng rồi. Nó lại còn độ ô nhiễm của nó. Bởi vì cái thời kỳ này. Máy ở bên đây còn khử trùng thì chứ. Thời kỳ ngày xưa còn xả ra đĩa cơ mà. Thời kỳ ngày xưa thời kỳ mấy năm trước ấy, bây giờ này còn đỡ. Cái này thì không cần. Đấy. Như thế là xong rồi hả cô ạ? Thử như thế là xong rồi. Bây giờ như này. Thì bây giờ cô mới phân tích cho Thành với lại cho Lộc nhá. Vâng. Là sau khi mà cô đã điện phân xong thì ở đây cô có một cái bảng. Ở đây cô có một cái bảng màu này. Bảng màu này thì nó là cái màu sắc sau khi điện phân và khả năng nhiễm bệnh của cái nguồn nước đó. Đấy. Đây. Thì ở đây thì hai bạn là nhìn thấy cái nguồn nước của mình đây. Thực tại nó là như thế này. Đấy, chứ Thành đọc đi. Đó. Đấy. Đây là màu xanh là muối sun phát này, đấy oxit đồng này, màu đen là các loại kim loại nặng này, rồi. Màu trắng là có nhôm này cái gì đây, oxit nhôm keo, đấy, màu lam là axit sunfua hữu cơ, màu cam là sắt, màu vàng là khoáng chất được bổ sung sau khi hệ thống lõi lọc siêu sạch của cái này, đấy chứng tỏ là cái này nó cũng bị bổ sung này, cái này bởi vì là cái dầu này nó là chín lõi cơ mà. Cái dầu này ở nhà là chín lõi, nó có bổ sung rồi. Nó bổ sung để uống rồi. Okay, máy lọc nhà cháu ấy, nó bổ sung. Nhưng mà cái kiểu bổ sung của nó chỉ có mấy kiểu kia. Cô bảo này, nếu mà bổ sung ở đây thì ý Lộc nói là các chất khoáng chất có lợi đúng không? Nó bổ sung kiểu đấy. Ở trong cái máy nó có. Cô phân tích này nhá. Bây giờ nếu mà nói về cái bổ sung khoáng chất và cái chất kiềm. Kiềm là cái chất tốt nhất cho cơ thể. Thì bây giờ cô sẽ lại thử cho cháu biết là cháu cái độ kiềm nó như thế nào. Thì hai cái nước này. Cô lại lấy mỗi phần một ít. Đấy, dầu ô đấy. Dầu ô ở nhà đấy. Là nó cũng bổ sung rồi. Nó cũng có bổ sung rồi. Rồi. Bổ sung hay không bây giờ cô sẽ cho cháu sẽ được coi như là phân tích nước lọc riêng mắt đi. Nước máy riêng đi. Rồi. À nước mưa riêng. Rồi, cứ cho cả hai cái này thử cái độ axit, độ kiềm của nó trong này. Vâng. Có nhá. Đấy. Thế thì ở đây cô sẽ lấy hai cái mẫu nước của cháu và ở đây cô có một cái này. Cái lọ này nó gọi là lọ để thử cái độ pH ở trong nước. Đấy, đây nó. Đây xem nào, đây xem nào, nó gì đây? Hay. Thế rồi. Là cô nào cháu lại không biết chữ tiếng Nhật đâu, cháu từng tiến. Thế thì bây giờ như này. Gì cho đọc được. Cô sẽ dò vào trong đây 1 đến 2 giọt. Vâng. 1. Đấy, 2 giọt rồi. Rồi. Đấy. Ê, thằng này nước mưa là nó màu xanh nè. Thằng nước mưa này. Sao lại màu xanh thế? Thằng nước mưa này nó còn có tí khoáng chất này, còn cái thằng nước lọc của cháu này cái độ axit nó còn cao này. Đây thì cô lại có bảng màu đây. Thì à? Cháu phân biệt nhá. Ừ. Đây cháu nhìn nhá. Đây bảng màu pH ngày xưa đi học đấy. Rồi, ok. Ừ. Cái này của cháu nó còn được sang cái màu này cơ. Gần sang đến màu 8.0. 8.0. Gần 8.0 rồi. Thế nhưng mà cái này của cháu cái là dầu ô này chỉ được 6.0 thôi. Đúng rồi. Chỉ được 6.0 thôi. Ở đấy. Thế nhưng mà cái ngưỡng của nó này nó là phải 7.0. Ngưỡng 7.0. Cơ thể mới được gọi là kiềm. Ok. Được gọi là bổ sung kiềm trong cơ thể. Thế chứng tỏ nước mưa vẫn ở mức này còn ok hơn. Ở đây thì cô lại có cái nước mưa này hay. Đây chứng tỏ là đây này. Đây. Ngày xưa là mình có cái này, bây giờ trên mạng nó vẫn có cái này. Trên mạng nó có cái này. Đây là 4 này, 4 đến 10 này. Cái này được cái này nó máy nước là của cô này. Đấy, cái kia nó còn cô có hai chỗ để lấy nước ra. Vâng. Đấy. Một ấm một lạnh hả cô? Thế nào đâu? Không phải là nóng lạnh ở đây của cô chức năng để mà nhiệt ấy nó là 3 thôi. À. Thứ nhất là nước bình thường. À. Thứ hai là nước mát và thứ ba là nước nóng nhiệt độ 95 độ. À. Còn nước mát là 16 độ, còn nước này là nhiệt độ bình thường. À. Đấy. Thế nhưng mà thứ nhất là cô sẽ lấy được nước ra được từ một cái lần đầu tiên là qua 4 lõi lọc. 3 lõi lọc thô và 1 lõi lọc tinh.
thì là cô đã lấy được nước ở trong cái bình rô này. Đấy thì đấy, rô này của cô tí cô đo cho cháu xem cái độ nước rô cô này cái gì. Cái thứ hai là sau khi qua bốn lõi lọc rồi xong thì bắt đầu nó thẳng thấu ngược lên năm lõi chức năng còn lại. Thì bổ sung ra được cái gọi là nước ở vòi bù khoáng này. Cái vòi bù khoáng này thì uống luôn thì là nó lại được bù một lượng khoáng rất là tốt cho cơ thể. Thì ở đây cô sẽ lại kiểm tra để cho cháu nhìn nhá. Bằng mắt thường của cháu đây. Nước rô đây. Rồi. Mình đo mình biết ngay mà Việt đây cháu nhìn nhá, đây thứ nhất là cốc nước thứ nhất này nó có chỉ số là 11 nhá, 11 11 nhá, ok chưa. Thế nhưng mà ở cốc nước thứ hai này cháu nhìn này 45 à bây giờ lên 69 rồi, 70 70 69, ok 70. Không đấy từ 11 mà bây giờ lên đến 70 69 70 68 đây nhỉ. Đây, cứ đo cho 69 đúng không? Cứ tầm đấy. Rồi, đấy. Ok. Cứ tầm đấy nó sẽ là cái này vừa mấy? Cái này vừa là 11. 11. Đây. Thế thì bây giờ như này. Cô lại ghi vào đây nhá. Nước này nước của cô nhá. Vâng. Rồi, nước này của cô này, nước này của cô là nước RO 11. Đây. Cái này là hay thế này nhỉ? Đây. Đấy, 69. Nha. Khoảng 69. Thì bây giờ cô nói cho Lộc nghe là như này. Vâng. Bây giờ từ một cái nguồn nước bẩn như thế này. Vâng. À. Đây hai bạn này cứ để riêng ở đây đi. Đấy hai bạn này cứ để yên đây. Thế cái bạn này là tên nước bẩn đây. Đây là 100 là 100 bao nhiêu? 69. Nó cô lọc nhưng ra. Mà mới có 5 lõi lọc của cô thôi. Mới qua có 3 lõi thôi, một lõi ung tinh. Mà cô ra cái chỉ số là 11. Vâng. Nè chưa? Vâng. Mà trong đó của Thành à của Lộc là 9 lõi. Vâng. Mà 32. Thực ra thì nó chỉ là 4 thôi nhưng mà ý là 5 lõi kia là 5 lõi bổ sung nhá. Sau khi mà bổ sung có bổ sung gì nó qua. Thế mà nó chẳng bổ sung gì, nó cứ bổ sung là một cái gì nó chỉ có làm sạch thôi. Nhưng mà cái độ sạch nó không phải đưa về đến chắc là thì. Chắc là mình dùng 4 5 tháng rồi nó cũng hết nó nhạt. Rồi thì có thể là cũng chưa được ấy lắm. Thì đây nó lại tiếp tục từ 11 đấy nó đưa về nước tinh khiết. Độ sạch như thế này là rất là ok rồi, uống là rất tốt rồi. Nhưng mà không phải chỉ dừng ở đó mà nó phải bù khoáng, bù kiềm. Hydrogen tươi, oxygen, các cái ion canxi và các chất điện giải. Đấy. Cùng với một số các cái chất khoáng chất có lợi khác cho cơ thể. Vâng. Mà nó đạt tiêu chuẩn là G7 châu Âu. À. Công nghệ là công nghệ của Đức. À. Đấy. Đấy. Thế thì bây giờ cô lại cô đã kiểm tra nó rồi nhưng bây giờ cô lại dùng cái dung dịch này. Cô thử đúng không? Thì bây giờ mình cứ thử nó vào mình biết ngay. Kia mình thử bây giờ mình thử. Lại nó thử pH ấy. Rồi, thử độ pH. Đấy. Này cũng hai giọt nhá. Đây bạn này cũng hai giọt đây. Nhưng mà cháu nhìn cái màu sắc này. Của nó đấy. Nó tím theo cái này này. Đây. Đây này nó tím cháu nhìn nó tím theo cái độ kiềm của nó là bao nhiêu? Lúc nào nó ở tối đa. Đấy, ít tối nhất đa. Nó cũng phải 9.5 cho đến 10. Đấy. Còn nếu mà có trong khoảng từ 9.5 đến 10 này thì nó là 10.4 và 10.5 đấy. Cái này là 11 này, cái này là ột đúng là giờ ô. Cái này thì nó cũng chỉ mang tính axit thôi. Bởi vì nó không được bù cái gì cả. Nó là nước sạch. Nước sạch thôi. Nước sạch thì nó là đây là kiềm yếu thì nó mang tính axit. Thì đây cái này nó bù này thì mới là tốt cho sức khỏe này đúng không? Đúng rồi. Đấy. Bù đấy, thế bây giờ thì cô lại phân tích thêm một chút nhá. Thế thì bây giờ cái cơ thể của mình ăn gì uống gì hay là làm bất kỳ một cái gì thì bây giờ mình cũng muốn là mong muốn là tốt nhất cho sức khỏe đúng không? Thế nhưng mà cháu cũng thừa hiểu rằng cái môi trường axit ấy thì nó chỉ nuôi các cái tế bào có hại và nó làm cho những cái tế bào mà cái kiểu bệnh ở trong người mình nó phát triển và nó môi trường cho ung thư đấy. Nhưng mà cái nước kiềm này thì nó giúp cho cái cơ thể mình nó được khỏe mạnh, nó trung hòa các cái axit nhá. Bởi vì nhá, khi mà Thành tưởng tượng xem là trong cái ăn uống hàng ngày của Thành, ví dụ cháu chỉ ăn uống đấy, tôi giải quyết anh mà đúng không đấy. Cháu thấy không mà nhất là những cái rượu bia, nếu mà cô chỉ giỏi đến mức giọt rượu thì cháu sẽ biết rằng cái rượu là cái tính axit nó cực cao. Nhưng mà khi vào cái nước này nó cũng trung hòa hết. Vậy thì cái cơ thể mình muốn khỏe mạnh mình phải sử dụng cái nước kiềm này. Nhưng thực chất là tốt. Còn nước sạch nhá, chưa phải là tốt cho cơ thể vì nó vẫn mang tính axit vào trong cơ thể mình là nó sẽ biến đổi thành môi trường axit luôn. Thì đây nó giúp mình cho mình cái sức khỏe tốt. Cái này nó là kiềm, nó trung hòa. Thế cho là các cô nhớ làm nội trợ nhá. Các cô nhớ lại có một cái rất là ok như này. Các cô lại làm nội trợ nhá. Đấy, đổ đấy. Vẫn cái màu rất là đấy. Cái kiềm của nó là như vậy mà. Đấy. Thì ở đây thì cô cũng muốn nói rằng là nhá, những cái này nó bóc tách. Mà cái thứ hai là nó dùng tất cả cái công nghệ của nó là 5 trong 1 cơ mà.